Phật dạy, này thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, việc hành bố thí ba la mật đa vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ, nên xa lìa hai tưởng việc hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng. Việc tu bốn tịnh lự vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng việc tu bốn vô lượng bốn định vô sắc vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tường việc tu bốn niệm trụ vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tường việc tu bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tường việc tu pháp môn giải thoát không vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng, việc tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng việc an trụ thánh đế khổ vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng việc an trụ thánh đế tập diệt đạo vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng việc tu tám giải thoát vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng việc tu tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng việc tu tất cả pháp môn tam ma địa vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tường việc tu tất cả pháp môn đà la ni vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tường việc an trụ pháp không nội vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng việc an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không 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 tánh tự tánh vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tường việc an trụ chân như vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tường việc an trụ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đồn khác tánh bình đẳng tánh ly sanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tường Việc tu năm loại mắt vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng. Việc tu sáu phép thần thông vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng. Việc tu mười lực Phật vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng việc tu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp Phật bất cộng vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tường việc tu đại từ vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tường việc tu đại bi đại hỷ đại xả vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tường